Chào mừng các bạn đã quay trở lại YouTube của công ty Nhạc Việt và Facebook Bảo Nhạc Việt. Trên tay tôi là hai cái micro. À, hai cái micro không dây của PV nha các bạn. À, hai cái micro PV này sẽ được kết nối với một cái dàn đánh cho 500 khách. À, trong phần 1 là tôi đã lên cho các bạn một cái dàn từ 92 cho đến 100 triệu. Đó là gồm có một cái mixer 22 đường của Mackie hoặc 24 đường của Anto. Trên đó nó có EQ, có effect đầy đủ. Và hai cục men CS4000, hai cục men này nó có crossover bên trong luôn. Nên các bạn không cần phải xài crossover bên ngoài nữa. Một cặp loa phi thuyền, một cặp loa sub đôi hoặc là một cặp loa sub đôi cộng với một cặp loa 112 là loa ba tấc Black Widow hoặc là 210 PV Pro 10. Đó là phần 1. Bây giờ phần 2 tôi sẽ khác hơn chút. Ở đây các bạn sẽ có một cái mixer hoặc anto hoặc Mackie 22 hoặc 24 đường. Trên đó nó có đầy đủ equalizer và effect trong này rồi. À, ở đây tôi sẽ có thêm hai cái micro không dây nữa. Của PV. Đó. Một cục power đa chức năng nó vừa power 500 w một kênh kéo một cặp phi thuyền à, hoặc hai cặp live array này đó trong này nó cũng có luôn cả cách hú cũng có luôn cả cross server có cả effect thêm nữa và có hai cái micro không dây này nên như lúc nãy tôi nói và một cái man set 4000 để kéo một cặp súp này súp đôi đó hoặc là súp đơn l 36 sáu pr đó Vậy thì cái dàn này nó bao nhiêu tiền Cái dàn này gồm có mixer nè Micro không dây nè Hai cái nè Cục men GTS 2006 Đó Cục men CS4000 Trong này thì có toàn bộ Crossover à, Effect Equalizer Tất cả mọi thứ Và Hoặc là loa sub đôi thùng Việt Nam ruột sơ Omega loa phi thuyền loa Black Widow 1508 và củ trép 750 à, của Dallas hoặc là thay vì các bạn lấy phi thuyền thì các bạn có thể chọn là loa Live Array 112 là loa 3 tấc các bạn hoặc là loa Live Array 210 2 có 10 inch và cái trap thì cái da này nó tầm cỡ chừng khoảng từ 95 triệu Cho tới 105 triệu Trời ơi Rẻ không Quá rẻ Dễ làm không Dễ làm Cái già này á Thì cực kỳ dễ Bởi vì các bạn sẽ không cần phải đụng tay đụng chân nhiều Đó mà analog thì Đương nhiên rất là dễ à, Dễ chỉnh Để Khi các bạn có thể khi các bạn làm một thời gian rồi các bạn có thể upgrade lên, nâng cấp lên Mr Digital, không sao, không có thằng vấn đề. Chẳng hạn như Makita DL16S tuyệt vời. Ha, lúc đó thì nó chỉ thêm một ít tiền thôi. Ha. Ok không? Vậy thì tại sao không ghé tại Nhạc Việt 319 Điện biên Phủ phường 4 quận 3 để thử. Hãy gặp tính đẹp trai, ha Để thử ha. Bye bye.